Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử. Thì đây là một video nằm trong tip phân tích kỹ thuật nha anh chị nha. Và anh chị có thể là xem qua và cũng như là áp dụng những cái phương pháp kỹ thuật này của em ở trong thời gian tới để anh chị có thể là tối ưu hóa hơn về cái cách trading của mình và hệ thống hóa lại làm sao cho nó ổn định nhất để mà chúng ta sinh ra cái lợi nhuận an toàn nha anh chị ha. Thì anh chị thấy được là trong cái thời gian vừa qua những cái clip mà em cập nhật thị trường hàng ngày cho anh chị á, thì cái vấn đề về kháng cự hỗ trợ thì anh chị thấy được là cái tỷ lệ mà em đoán đúng nó khá là cao. Thông qua ví dụ như là daily close hay là quickly close, những cái đường kháng cự về nến và những cái liên quan như là reaction, là những cái phản ứng giá về những cái hành động giá, rồi mình sẽ suy ra là những khu vực nào kháng cự hỗ trợ. Thì ngày hôm nay á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm về những cái khu vực tỷ lệ vàng 0.618 nha anh chị nha. Rất là nhiều lần mà nhờ cái tỷ lệ vàng này của Fibonacci thoái lui, chúng ta đã tạo ra những sự thành công trong những cái lệnh trade của chúng ta. Thì trước khi đi đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay, thì anh chị nào không có thời gian để trading, không có thời gian để phân tích kỹ thuật, thì anh chị có thể là copy trade theo những cái chuyên gia dịch ở trên sàn giao dịch Bybit nha anh chị nha. Và đến thời điểm hiện tại thì những cái chuyên gia giao dịch này thì đã có rất là nhiều ở trên sàn giao dịch Bybit, và những cái tỷ lệ thắng của họ cũng rất là cao. Thì anh chị có thể là đăng ký tài khoản bằng cách là click vào cái đường dẫn em để dưới phần mô tả video này. Sau đó chúng ta tiến hành là vào Bybit để mà chúng ta kiếm những cái chuyên gia giao dịch nào hợp với khẩu vị đầu tư của mình để copy trade theo. Và anh chị nên nhớ là trading luôn có rủi ro và anh chị phải phân bổ vốn khi anh chị copy trade nha anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề chính của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, là tại sao con số 0.618 nó lại quan trọng? Thì anh chị thấy được là ở trong cái thời kỳ ngày xưa á, thì Fibonacci là một cái người đã tạo ra cái con số này, đã gọi là tìm kiếm ra cái con số này, và nó áp dụng không chỉ là ở trong trading như thế này mà chúng ta thấy được là ở trong toán học này, ở trong những cái liên quan đến nghệ thuật âm nhạc và rất rất là nhiều, thậm chí là cỡ vũ trụ này thì nó cũng có những cái con số hoàn hảo là 0.618. Thì anh chị nào muốn tìm hiểu về nó thì anh chị có thể là lên trên Google, anh chị search về bí mật của cái con số 0.618 này để anh chị hiểu hơn về cái lịch sử của nó, về cái những cái diễn biến ở trong quá khứ của nó về con số vàng này. Và đây cũng là một cái con số mà em thấy được là nó rất là hợp với em ha, khi mà em trading và em sử dụng nó. Thì trong ngày hôm nay á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách xác định hỗ trợ và kháng cự thông qua Fibonacci thoái lui đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho anh chị ha. Thì đầu tiên á, thì anh chị phải cần có một cái chart. Thì đây là cái chart mà em đã clear rồi, đã sạch sẽ rồi ha, để anh vẽ ra cho anh chị xem. Thứ hai á, là anh chị cần phải có cái Fibonacci. Thì ở đây chúng ta có rất là nhiều cái loại Fibonacci khác nhau, nào là thoái lui, mở rộng, rồi Bitfox, rồi thời gian, tùm lum hết, nó rất là nhiều những cái fibo. Nhưng mà chúng ta nên xài những cái nào nó cơ bản, đơn giản và hiệu quả nhất chúng ta. Thì ở đây em sẽ có ba cái em cân nhắc cho anh chị thời gian tới anh có thể là xài ha, là fibo thoái lui, fibo mở rộng và pitfall, là ba cái mà trong chuỗi series trong thời gian tới em sẽ phân tích và chỉ ra cho anh chị cách xài. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói đến trong video ngày hôm nay, đó chính là Fibonacci thoái lui. Thì Fibonacci thoái lui là cái để anh chị có thể là kéo ra kéo vào như thế này để xác định hỗ trợ kháng cự. Thì đối với cái việc kéo như vậy á, thì anh chị sẽ có một cái câu hỏi là chúng ta sẽ kéo từ dưới lên trên hay là chúng ta sẽ kéo từ gọi là từ trên xuống dưới anh chị, đúng không? Có rất là nhiều người hỏi em câu hỏi này. Thì rất là đơn giản thôi, đây là cái bí quyết của em ha, và đơn giản nhất cho anh chị luôn, đó là nếu anh chị muốn xác định những cái khu vực kháng cự thì anh chị kéo từ trên xuống ha. Nếu anh chị muốn xác định những khu vực hỗ trợ thì anh chị kéo từ dưới lên. Thì ví dụ như ở đây đi, cái tình huống mà chúng ta thấy được là có cú sập từ 21.400 ha, nó sập về cái thời điểm hiện tại á, thì anh chị thấy là cái kháng cự nào để em quyết định rằng và em nói với anh chị là đừng FOMO ở mức giá này. Rất là đơn giản anh chị thấy được là cái đầu tiên chúng ta cần phải xác định là chúng ta đang trade ở vùng giá nào và vùng giá đó nó cần có những cái hỗ trợ kháng cự ra sao. Anh chị thấy được là chúng ta có một cú tăng trưởng từ khu vực giá là 18.700 lên trên cái khu vực đỉnh điểm của nó là bao nhiêu anh chị, là khoảng 22.400, sau đó sập về ha anh chị ha. Anh chị nhìn nhá, thì cái phạm vi giá mà em muốn trade ở đây là gì, em phải gióng ra em nhìn đã, em phải gióng ra em nhìn, có nghĩa là ở trong cái phạm vi giá này em cần phải biết được hỗ trợ kháng cự là ở đâu, đúng ạ? Thì đầu tiên để mà xác định được là bây giờ nó quay trở lại cái khu vực giá nó tăng lên rồi thì chúng ta cần phải biết kháng cự, đúng ạ? Đây thì kháng cự thì chỉ có thể là kéo từ ở trên cái đầu này như em nói ha, kháng cự thì kéo từ trên xuống, còn hỗ trợ thì kéo từ dưới lên. Thì ở đây anh chị kéo từ khu vực đỉnh của nó là khoảng 22.800, anh chị kéo xuống tới cái khu vực ở dưới đây, đây là khu vực 18.531 đô la.
thì anh chị thấy được chuyện gì xảy ra. Chúng ta có cái sự từ chối khá là mạnh mẽ và thẳng thừng ở quanh khu vực 0.618 21.117 đô la. Anh chị thấy được là nó chỉ nhô lên sau đó nó sập xuống. Thì ở đây á, anh chị nên xài kèm thêm một cái nữa là gì? Nếu như ban đầu là nó mở rất là nhiều cái là 0.382 236 786 11 168 gì đó, thì anh chị xài hai cái này rất là hiệu quả, em thấy được là nó rất là hiệu quả nha anh chị, đó là 0.5 và 0.618. Thì thường cái tỷ lệ 0.5 á, thì nó sẽ xem xem với lại 0.618 nó gần với con số vàng á, thì nó cũng có tác dụng. Thì anh chị thấy được là gì, khi mà lên 0.618 từ chối về đó, bắt test lại một lần nữa ở 0.5, đây em zoom ra anh chị thấy ha, bắt test lại 0.5 và đẹp một cái về nữa, thì anh chị thấy được là gì, hai khu vực mà mình nên sử dụng ở trong cái Fibo thoái lưu là 0.5 và cũng như là 0.618 nha anh chị nha. Anh chị lưu ý và note cái này lại để chúng ta có thể là áp dụng trong thời gian tới. Rồi thì đó là về xác định và kháng cự, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xác định về hỗ trợ thì sao? Tương tự như vậy, anh chị kéo từ dưới lên trên, nhắc lại cho anh chị nhớ một lần nữa ha, kháng cự là từ trên xuống dưới, hỗ trợ là từ dưới lên trên, rất là đơn giản luôn để anh chị có thể là sử dụng. Đây kháng cự rồi chúng ta đến hỗ trợ, đúng không ạ? Chúng ta kéo lên trên, đây kéo lên trên ha, anh chị thấy ha, đó rồi em sẽ xóa bớt cái kháng cự đi của chúng ta. Thì anh chị thấy được là khi mà giá cả lên tới 0.5 quay về thì có lực đỡ lên, quay về có lực đỡ lên, và đến khi nào nó phá vỡ thì chúng ta mới mất cái khu vực này, thì khu vực này mới trở thành kháng cự nha anh chị nha. Đó thì cái ở khúc này thì cái về cái vấn đề là hỗ trợ kháng cự thì nó hơi khó nhìn, thì anh chị có thể là xem qua cái khúc ở bên này một tí nè. Ví dụ như ở đây em muốn xác định hỗ trợ cái lần tăng này thì em cần phải có phạm vi giá đầu tiên là chúng ta có sự bay lên, đúng không ạ? Bay lên trên này và chúng ta xác định được, chúng ta giống qua là trong cái phạm vi này chúng ta cần biết kháng cự hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta hãy xác định hỗ trợ đầu tiên. Đây em sẽ kéo từ cái rầu ở dưới này ha, kéo lên trên. Đó, kéo lên trên cái râu này nha anh chị nha, kéo lên trên cái râu này thì anh chị thấy được là gì? 0.618 và 0.5 của chúng ta nằm quanh khu vực này nè. Đó, có phải là giá cả chúng ta đi lên, quay trở ngược lại và nằm ở quanh khu vực này, tiếp tục đi lên tiếp không ạ? Quay trở ngược lại một lần nữa thì nó vẫn tiếp tục đi lên. Thì anh chị có thể là kết hợp cái này xuyên suốt cái quá trình anh chị trading luôn ha anh chị ha. Ví dụ như là cái phạm vi giá của anh chị á, trong cái thời gian vừa qua ở dưới này đi chẳng hạn. Đây, anh chị thấy được là gì ạ? Chúng ta cũng có mỗi chúng ta cũng có những cái kháng cự hỗ trợ. Ví dụ đầu tiên là em xác nhận cái hỗ trợ cho anh chị xem nè. Đây, em xác nhận hỗ trợ, anh chị thấy được là gì ạ? Khi mà giá cả nó vòng lên trên này, nó được đỡ khá là nhiều lần, đỡ và đến lúc nó tăng thì anh chị thấy được là nó bứt phá rất là mạnh ha, và quanh khu vực 0.5. Đó, và cũng như là 0.618. Đây thì đây là cái cách để anh chị xác định hỗ trợ. Thế còn kháng cự thì sao? Kháng cự nếu chúng ta kéo từ khu vực đỉnh này, từ cái râu này nha anh chị nhé, kéo xuống tới cái đáy này nhé. Đó, kéo ra nè. Và anh chị thấy được là gì? Chúng ta cũng được đỡ ở 0.5 và 0.618 để đi lên. Có nghĩa là ở khu vực này có rất là nhiều sự từ chối đi xuống và đi xuống. Chứng tỏ một lần nữa 0.5 và 0.618 là hai khu vực nằm ở trong tỷ lệ vàng để anh chị cân nhắc và vẽ ra, theo dõi nó để trading nó hiệu quả hơn đối với những cái việc mà anh chị muốn xác định hỗ trợ kháng cự anh chị ha. Thì video vừa qua là chỉ dành cho anh chị khoảng 5 phút thôi, thì anh chị đã biết cách sử dụng về cái Fibonacci thoái lui một cách là đơn giản nhất, hiệu quả nhất và kết hợp được ở trong trading nhiều nhất nha anh chị nha. Thì những cái nội dung ở trong video này á, nó không hoàn toàn là chính xác 100%, có những lúc thì nó sẽ Fibo thì nó cũng bẻ ngang bẻ dọc thôi, cho nên là khi mà anh chị áp dụng trading á, thì anh chị không được đề cao quá về cái Fibonacci này, mà anh chị chỉ nên xem nó như là một cái công cụ để giúp cho mình có cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn khi chúng ta trading thôi nha anh chị. Đó rồi, thì nếu như video này mang lại những cái giá trị kiến thức bổ ích cho anh chị để anh chị áp dụng vào hệ thống trading của mình, thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút subscribe vì nó miễn phí nha anh chị nha, ủng hộ team phát triển trong thời gian tới, và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.